xã Điền Trung, thị xã Điện Bàn là số ít địa phương còn lưu giữ nhiều đình, đền gắn với đời sống văn hóa tâm linh các thế hệ người dân. Đây không chỉ là nơi ghi nhớ công đức tiền nhân có công khai cơ lập xứ, mà còn là điểm đến trong mục tiêu phát triển du lịch địa phương thời gian tới. Theo sách Ô Châu Cận Lục, làng Đông Bàn là một trong 66 xã hiệu được thành lập sớm thuộc phủ Điện Bàn xưa. Năm 1471, các tộc họ từ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh đã hội tụ về đây khai cơ lập nghiệp. Trong quá trình cộng cư trên vùng đất mới, dân làng sáu ấp đã góp công, góp của xây dựng đình làng làm nơi thờ thành hoàng, tiền hiền, hậu hiền và thủy tổ các tộc họ. Trong kháng chiến chống Pháp, đình làng bị giặc phá hủy. Sau năm 1954, nhân dân khôi phục lại đình làng. Từ năm 1965 đến năm 1968, đình là nơi làm việc của chính quyền cách mạng. Năm 1968, đình Đông Bàn tiếp tục bị giặc phá hủy. Năm 2012, ngôi đình được dân làng đóng góp tiền của phục dựng lại dựa theo nguyên mẫu ban đầu. Hàng năm, vào ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch và ngày 20 tháng 8 âm lịch, con dân đại diện cho các chư tộc họ trong làng lại tụ họp về đình để tưởng nhớ tổ tiên, gắn kết cộng đồng. Năm 2008, đình làng Đông Bàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Để có được ngôi đình làng này thì bà con trong và ngoài làng Đông Bàn, đặc biệt là người con xa quê, đã rất là nhiệt tình ủng hộ. Đình này là nguyên mẫu của cái đình cũ, có niên đại là trên 550 năm. Chúng tôi giữ là được, cái nhất là hình ảnh cũ, rồi văn tự cũ. Do đó mà khi làm á, thì ban xây dựng và ban trị sự đình làng đã phục dựng đúng nguyên như đình cũ. Do đó mà được bà con, dân làng cũng như các cấp mà rất là quan ngay. Được xây dựng từ năm 2007, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, làng Trừng Thanh, xã Điện Trung là điểm duy nhất hiện nay ở Quảng Nam thờ cúng Vua Hùng, Bác Hồ, Tiền Hiền, Hậu Hiền, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước. Để xây dựng đền thờ Quốc Tổ, đại diện làng Trừng Thanh và chính quyền địa phương đã cử người ra tận đền thờ Vua Hùng, tỉnh Phú Thọ xin đất và nước mang về. Tất cả được lưu giữ kỹ càng trong đền như là cách bảo tồn linh khí quốc gia giữa lòng xứ Quảng. Hàng năm, đến ngày giỗ tổ Vua Hùng, tức là ngày mùng 10 tháng 3, nhân dân ba xã Gò Nổi lại hội tụ về đền thờ Quốc Tổ, thành kính dâng hương lên Vua Hùng, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân, ngưỡng vọng tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Xây dựng để mà thờ có cái dòng tộc của làng Trần Giang, thờ là có cái ngôi vị là tiền hiền, hậu hiền của làng, thì lúc đó là nó mới phát sinh ra một cái suy nghĩ là chúng ta là vẫn biết là coi như cội nguồn của dân tộc đó là coi như là Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch Hồ Chí Minh, là có cái dòng tộc là sản sinh ra các anh hùng và liệt sĩ, như vậy chúng ta gán ba cái ngôi vị lại là thờ Quốc Tổ Hùng Vương, thờ Bác Hồ, rồi là thờ có cái dòng tộc và thờ các anh hùng liệt sĩ. Trên cơ sở đó là người con quê hương cũng như bà con là trong làng cũng vẫn có được cái sự đồng thuận cô. Gia đình nào có công thì đóng góp công, gia đình nào có vật chất tiền thì đóng góp tiền. Xuyên suốt trong cái giai đoạn từ 1996 cho đến 2008 là hơi giai đoạn vận động và xây dựng cái khu đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại cái làng Trường Giang. Xã Điền Trung có 8 di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh đã được công nhận, cùng với đó là nhiều danh lam thắng cảnh mơ mộng. Người dân hiền hòa, hiếu khách, đời sống tinh thần phong phú, luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Đây được xem là những giá trị độc đáo giúp Điền Trung xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển du lịch cộng đồng thu hút khách, góp phần khai thác hiệu quả những tiềm năng du lịch, tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống người dân thời gian tới.
Trong thời gian vừa qua thì được thị xã Điện Bàn là quan tâm đầu tư về cái hệ thống cơ sở vật chất để mà đầu tư phát triển cái xã nông thôn mới nâng cao và định hướng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thì những cái công trình được đầu tư như là cái đường ra tuyến đò Bà Sửu, rồi nâng cấp cải tạo những cái khu di tích lịch sử cấp tỉnh như là đình làng Đông Bàn, rồi giếng Bốn Trụ, rồi cải tạo cái mộ cụ Phạm Phú Thứ, rồi cải tạo những cái khu thể thao, nhà văn hóa của thôn. Thì tất cả những cái điều kiện về cơ sở vật chất này là nó tạo điều kiện thuận lợi cho xã trong cái quy hoạch về cái nông thôn mới, đặc biệt là có quy hoạch nông nghiệp gắn với lại du lịch cộng đồng và phát động trong nhân dân là tạo cái cảnh quan sinh thái theo cái hướng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì Điện Trung trong những cái tương lai, những năm đến đây thì sẽ là một cái mô hình tiềm năng của thị xã Điện Bàn về cái du lịch cộng đồng. Trong chiến lược phát triển du lịch của thị xã Điện Bàn, vùng Gò Nổi được xác định là không gian của các mô hình du lịch cộng đồng và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là các đền thờ, đình làng như Đông Bàn, Bàn Lãnh, hy vọng là những điểm đến hứa hẹn có sức hút khác biệt để du khách được trải nghiệm, khám phá.